Hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị thân mến, người xưa coi nốt ruồi giống như là đài khí tượng dùng để dự đoán vận mệnh tương lai của mỗi người. Mỗi nốt ruồi tướng học đều có tầm ảnh hưởng nhất định và có thể gắn với những câu chuyện riêng khó lòng lý giải về cuộc đời mỗi con người. Hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ điểm mặt giúp cho anh chị biết những nốt ruồi vàng thể hiện phương diện tình cảm của nữ mệnh. Mệnh chủ khi có những đặc điểm này sẽ lấy được chồng như ý, giàu sang phú quý. Quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Nốt ruồi phía cuối chân mày. Nốt ruồi trên mặt phụ nữ ở vị trí cuối chân mày thường đem lại sự may mắn về tình duyên. Họ sẽ sớm tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình và xây dựng cuộc sống hạnh phúc với gia đình. Sau khi kết hôn thì sự nghiệp cũng được thăng tiến, phát triển như ý muốn. Người này thường có lối sống khá là phóng khoáng, họ khéo léo trong cách kiểm soát tình cảm và mối quan hệ vợ chồng, không bao giờ khiến đối phương cảm thấy gò bó, mất tự do. Đó chính là chìa khóa giúp những cô nàng này duy trì được tình yêu lâu dài hòa hợp. Nốt ruồi trên trán. Xem bói nốt ruồi cho biết đây là dấu hiệu của một người phụ nữ đoan trang, thủy mị, nết na. Bên ngoài họ khá là nhút nhát, ít nói, nhưng ẩn chứa bên trong là một trái tim khao khát tình yêu. Tâm hồn họ lúc nào cũng lãng mạn và tràn đầy sự sống, lạc quan yêu đời. Những người này luôn có sức hấp dẫn, cuốn hút kỳ lạ, khiến đối phương không thể rời mắt. Họ biết cách phát huy những điểm mạnh trong con người mình, từ ngoại hình cho đến tính cách. Đó là điều gây ấn tượng mạnh đối với nam giới. Nốt ruồi bên dưới đuôi mắt. Phụ nữ có nốt ruồi dưới đuôi mắt khá nhạy cảm và đa tình. Khi yêu, họ luôn đặt ra những yêu cầu khá cao và mong muốn đối phương phải thực hiện. Cũng bởi thế mà họ cũng thường xuyên rơi vào trạng thái thất vọng, buồn chán khi mọi chuyện không được như ý muốn. Nhưng thật may mắn, phụ nữ mà có nốt ruồi dưới đuôi mắt sẽ gặp được một người bạn đời hoàn hảo, yêu thương, chiều chuộng họ hết mực. Dù ở bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống, họ cũng sẽ được che chở, bảo vệ và giúp đỡ. Nốt ruồi trên môi. Những cô nàng này yêu cuộc sống tự do, độc thân hơn là việc phải gắn bó với một ai đó trong cuộc đời. Họ vô tư, hồn nhiên, đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè, người thân xung quanh. Thế nhưng cũng có một ngày, tình yêu bất ngờ đã đến và khiến cho cuộc sống của họ thay đổi tất cả. Những người này chìm vào tình yêu tha thiết say đắm. Họ có thể khiến cho nam giới chết đứng bởi sự hồn nhiên vô tư của mình. Nốt ruồi trên môi là đại diện cho sự quyến rũ chết người mà cô nàng này đang sở hữu. Dù sau khi kết hôn, xung quanh họ vẫn có rất nhiều anh chàng theo đuổi, thế nhưng những người này toàn tâm toàn ý chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nốt ruồi phía dưới khóe mắt trái. Những cô nàng này có đời sống tình cảm vô cùng phong phú, lãng mạn. Họ luôn mơ về những câu chuyện trong cổ tích với chàng hoàng tử đang cưỡi ngựa đi về phía mình. Trong cuộc đời, sẽ có những lần họ phải trải qua thất bại trong tình yêu bởi không tìm được tiếng nói chung trong mối quan hệ, tưởng chừng như tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, người trong mộng của cô nàng đã xuất hiện. Họ sẽ có đời sống tình cảm hòa hợp, hạnh phúc và lâu dài. Nốt ruồi phía trên khóe miệng. Là người phụ nữ khéo léo trong việc giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh. Nếu sở hữu nốt ruồi trên khóe miệng, bạn sẽ khiến cho đàn ông chết mê, chết mệt với sự thông minh, tài giỏi và quyến rũ của mình trong mọi tình huống. Sau khi kết hôn, những người này chăm lo cho chồng con một cách chu toàn, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của người phụ nữ gia đình. Cũng bởi vậy mà họ được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực. Nốt ruồi ở bắp tay trước. Người nào có nốt ruồi mọc ở bắp tay trước càng gần với vị trí khuỷu tay thì lại càng giàu có, tài vận hanh thông. Họ rất có duyên với tiền bạc, hay được lộc trời ban, thường xuyên vớ được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Một điểm cộng tuyệt vời cho những cá nhân có nốt ruồi mọc ở vị trí này là ở độ tuổi trung niên hoặc vãn niên, họ sẽ khá nổi tiếng, đức cao vọng trọng. Nốt ruồi ở ngón trỏ. Phụ nữ có nốt ruồi ở ngón trỏ không chỉ đảm đang tháo vát việc nhà mà họ còn làm chủ cuộc sống của mình với vị trí quan trọng trong xã hội. Những người này có số lấy chồng giàu sang phú quý, nhưng không vì thế mà họ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Họ luôn có một công việc tốt, thu nhập ổn định và tiếng nói trong gia đình. Cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Những người này may mắn lấy được chồng tâm lý, luôn yêu thương, thấu hiểu suy nghĩ của họ. Dù buồn vui, đau ốm, bệnh tật, lúc nào cũng được chồng con, gia đình quan tâm, chăm sóc chu đáo. Nốt ruồi kim quỹ ở hõm nách.
Nốt ruồi nào mọc ở khu vực hõm nách nhưng hơi lệch về phía đôi bầu ngực được gọi là nốt ruồi kim quỹ. Kim quỹ ở đây cũng chính là tiền bạc tài vận. Trước đây ở các tiệm cầm đồ hoặc trong các gia đình quyền quý, người ta thường hay cất giữ tiền vào chiếc túi và nhét vào nách cho kín đáo và đỡ bị trộm cắp. Ngày nay người ta ví rằng có nốt ruồi ở nách cũng chẳng khác nào bạn đang kẹp một ví giày cứng trong người. Người nào có nốt ruồi ở vị trí này đa phần sinh trưởng trong gia đình giàu có, khi trưởng thành được sống sung sướng, không mấy khi phải lo lắng đến chuyện tiền nong. Nốt ruồi mọc ở bụng. Người xưa quan niệm ai có nốt ruồi mọc ở vị trí bên dưới rốn khoảng 2 đốt ngón tay thì chắc chắn người ấy cả đời không phải lo lắng về tài chính, kinh tế và cả ẩm thực. Vì vùng bụng dưới này tượng trưng cho việc ăn uống no đủ, kinh tế dư giả, gia đình sung túc. Nhiều người còn cho rằng nốt ruồi ở nơi càng kín đáo, không dễ bị người khác nhìn thấy thì càng tốt, hay đem lại may mắn. Hãy cúi xuống nhìn thật kỹ xem là bụng của mình có nốt ruồi hay không. Nhiều người còn cho rằng nốt ruồi ở càng nơi kín đáo thì không dễ bị người khác nhìn thấy thì càng tốt, hay đem lại may mắn. Và nếu bạn sở hữu một mụn ruồi ở đúng vị trí đó thì xin được chúc mừng bạn. Nốt ruồi ở vị trí cách rốn 2 đốt ngón tay đã tốt, nhưng nếu mọc ở ngay trong rốn thì tài vận lộc lá còn dồi dào hơn bội phần. Đa phần, người có nốt ruồi mọc ở ngay trong rốn sẽ được ăn sung mặc sướng suốt cả cuộc một đời người, sống trong nhung lụa mà chẳng bao giờ phải bận tâm đến chuyện tiền nong. Sau khi kết hợp với tử vi năm Canh Tý 2020, phong thủy gia cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có những đặc điểm trên, vận trình trong năm Canh Tý sẽ có được nhiều thành tựu, tài lộc viên mãn, gia đạo an khang. Tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn và trinh ấn cùng trợ mệnh. Chuyện học hành, thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều. Nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm nắm giữ cơ hội dành cho mình. Đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Xem vận trình tài lộc của tuổi Dần, con giáp này có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn, trong năm đường tài lộc khá tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được thăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì thì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng vẫn cần phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc và sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc giữa sự nghiệp của tuổi Dần một bước lên mây. Tuổi Sửu. Mệnh chủ tuổi Sửu năm Canh Tý có thái tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến. Trong năm nay sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ, nhưng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý, đối với những mệnh chủ vẫn còn đang trong vận mệnh học hành sẽ không lý tưởng, học sinh tâm trí hỗn loạn, ham chơi, sao nhãng học hành, cần người đốc thúc kịp thời. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu cũng sẽ có những trắc trở nho nhỏ do hung thần thiên công gây ra, khiến cho mệnh chủ sẽ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị hiểu lầm mà dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp của tuổi Sửu, trong năm Canh Kim lộ xuất thương quan Tý Thủy tọa thứ tài, trong năm nên tăng cường hợp tác kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới. Các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Tuổi Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, mà ở đây các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng chức thì năm Canh Tý này tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt. Tuế can lộ xuất thương quan tinh tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế nếu bạn muốn đạt được vị trí cao hơn thì khá là khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc.
đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như thay đổi chức vụ vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì phong thủy Gia Cát sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu những vị trí nốt ruồi mang lại nhiều xui xẻo tai họa cho mệnh chủ. Nốt ruồi ở khóe miệng. Nốt ruồi ở khóe miệng thì trong nhân tướng học được nhận định là nốt ruồi bán hung bán cát. Nó giúp cho chủ nhân dễ có được dung mạo như ý. Đa phần người có nốt ruồi này trên gương mặt tính cách đều hòa nhã, hướng ngoại và khá sành điệu trong ẩm thực. Tuy vậy, nhược điểm của họ là quá để ý hình thức, không chú ý đến nội tâm, thích hưởng thụ và tiêu xài hoang phí, không chăm chỉ chịu khó làm ăn. Nếu sinh ra trong gia đình có điều kiện, họ càng ỷ lại vào người thân và không chịu tự thân vận động. Nếu không biết nhìn xa trông rộng, tiết kiệm và lên kế hoạch lâu dài cho cuộc sống, e rằng ngoài 35 tuổi, người này sẽ dễ lâm vào cảnh khánh tiện, tiền mất tật mang. Muốn hóa giải, cách đơn giản nhất là tẩy bỏ nốt ruồi, đồng thời phải biết tu trí làm ăn, chăm lo nghèo khó, tu tâm dưỡng tính. Có như vậy mới xây dựng được cuộc sống ấm no bền vững. Nốt ruồi ở bên trái hoặc bên phải trán. Người nào có nốt ruồi ở bên phải hoặc là bên phải của trán nhưng sát về phía đuôi lông mày, trong nhân tướng học và xem bói nốt ruồi nhận định đây dễ gặp đen đủi, xui xẻo trong công việc. Họ hay hướng phải, họa tiểu nhân, thị phi, cuộc sống vất vả, trắc trở, hung nhiều cát ít. Đa phần, họ sẽ có cuộc sống thời niên thiếu và tiền vận vất vả. Trung vận nếu lấy được người bạn đời hợp mệnh, hợp tuổi, vận số sẽ được cải thiện ít nhiều. Ngược lại, nếu vợ chồng xung khắc, gia vận sẽ càng ngày càng đi xuống, cuộc sống vất vả, khổ sở. Để hóa giải, ngoài việc tẩy bỏ nốt ruồi, họ còn cần phải cẩn trọng hơn nữa trong giao tiếp ăn nói và cách nhìn người, đối nhân xử thế. Không cần mở rộng mạng lưới ngoại giao, có thể chỉ cần có ít bạn bè, nhưng là đều tâm giao tri kỷ sẽ tốt hơn và không bị đâm sau lưng. Nốt ruồi ở vai. Người nào có nốt ruồi xấu ở vai, đầu mỏm vai nhưng hơi lệch về phía sau lưng hoặc nốt ruồi sát với cổ, bao gồm màu sắc không đẹp, thiếu rõ ràng, trên nốt ruồi có lông hoặc vết sẹo, xem bói nốt ruồi, gọi đó là nốt ruồi đen đủi, hao tài tán lộc. Chủ nhân của nó sẽ vất vả lao lực vì tiền, vừa phải gánh vác trọng trách trong gia đình, làm việc vất vả mà ít được đền ơn đáo đáp. Cách hóa giải phù hợp nhất của họ là nên tẩy bỏ ngay khi có thể, đồng thời khéo léo lựa chọn người phối ngẫu hợp mệnh. Có như vậy, họ mới được cộng hưởng may mắn và dễ gặt hái được thành công khi mà ngoại tứ tuần. Nốt ruồi ở xương quai xanh hoặc bả vai. Nốt ruồi mọc ở lõm giữa xương quai xanh hoặc là bả vai được coi là một trong những vị trí nốt ruồi xấu trên cơ thể, thể hiện khả năng quản lý tài chính của chủ nhân không tốt, tài sản dễ thất thoát, lại không có khả năng xây dựng tài chính, nên hậu vận thường khó khăn vì không có tích lũy. Đàn ông hay phụ nữ sở hữu vị trí nốt ruồi xấu trên cơ thể này thì nên thận trọng trong mọi quyết định liên quan tới tiền bạc, nhất là việc đầu tư tài chính. Nốt ruồi dưới gót chân, mắt cá chân là các vị trí nốt ruồi xấu, đặc biệt là nốt ruồi đen thì càng không tốt. Nó thể hiện cuộc sống của người này sẽ gặp nhiều rắc rối, phiền toái, dù cố gắng làm việc nhiều nhưng thành quả thu được không được nhiều hoặc không được công nhận. Chuyện tình cảm, hôn nhân của họ cũng không khá hơn là mấy, dù cố gắng nhiều nhưng chẳng được nếm trái ngọt. Cách hóa giải nốt ruồi này có thể xóa nốt ruồi xấu này thì ít nhiều vận trình cuộc sống cũng được cải thiện. Bên cạnh đó, nếu bạn thường xuyên mang theo mình một trang sức trợ mệnh phong thủy thì sức ảnh hưởng của nốt ruồi xấu này cũng giảm đi đáng kể. Nốt ruồi xấu sau gáy mọc lệch về phía hai bên. Xem nốt ruồi xấu trên cơ thể đàn ông thì nốt ruồi xấu trên cơ thể phụ nữ cho biết nốt ruồi mọc sau gáy lệch về hai bên cũng được gọi là nốt ruồi xấu. Người sở hữu nốt ruồi này thường gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, có thể là bị người khác lừa gạt hoặc bị dối tình. Tuy nhiên, nốt ruồi này lại rất khó tẩy xóa, dù có nhiều tiền tới đâu và chuyện hôn nhân của cả đời cũng sẽ không thuận. Trên đây là những thông tin về những nét tướng khiến cho mệnh chủ tiền không có, luôn gặp xui xẻo, muốn đời sáng hơn cũng khó. Và phần tiếp theo của chương trình lần này, Phong thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có đặc điểm trên, vận trình trong năm Canh Tý sẽ khó khăn, gặp phải nhiều trắc trở cần phải cẩn trọng chú ý, tốt nhất sẽ không nên kinh doanh, buôn bán. Đầu tiên đó là tuổi Ngọ.
Theo dõi vận trình công danh sự nghiệp tuổi Ngọ năm 2020, con giáp này gặp thái tuế Tý Thủy khắc chế với Ngọ Hỏa. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực công việc sẽ tăng lên gấp bội, tuổi Ngọ có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, làm việc mệt mỏi, căng thẳng nhưng không được khen thưởng, đãi ngộ đúng mức khiến cho tâm tình buồn bực, áp lực cũng ngày càng lớn, có thể thúc đẩy con giáp này vượt khỏi nội quy mà chịu sự trừng phạt. Ngoài ra, thái tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp, đừng để mình mắc sai lầm hay để lộ điểm yếu gì với họ, nếu không, đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Ngọ, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Tuổi Ngọ gặp cục diện xung thái tuế nên con đường sự nghiệp gặp nhiều trắc trở gian nan, may mắn hiếm hoi mà xui xẻo thì đầy rẫy. Bản mệnh khó có thể phát huy được năng lực của mình, dễ bị chèn ép, gây khó dễ, làm gì cũng không được như ý. Điềm báo tử vi cho thấy, có khí thế ỷ mạnh hiếp yếu, con giáp này chớ nên gây chuyện với cơ quan hành pháp, chấp pháp, kẻo bị mang họa. Trong năm có thể có một vài biến động về công việc, cụ thể là nơi làm việc hoặc vị trí làm việc. Bạn có thể bị tuyên chuyển công tác, nhưng trong tình hình hiện tại thì đó là họa hay phúc thì vẫn còn khó nói. Biết đâu đi tới một nơi khác sẽ là khởi đầu may mắn hơn cho con giáp này. Còn xét về phương diện sự nghiệp, con giáp này trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi ngành tài chính hay kim loại, thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vấp mài đi đảo, cuộc sống đâu có dễ dàng đến vậy. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân tuổi Ngọ. Những chú ngựa cần phải kiểm soát cảm xúc của mình cho tốt, tránh để những lời châm chọc xúc xiểm làm mình nóng giận, bốc đồng mà cư xử thiếu suy nghĩ. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Tuổi Tý. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Tý trong năm 2020 có tỷ kiên chiếu mệnh Tý Thủy tọa thái tuế, trong khung vẫn có cát, bản mệnh dễ gặp quý nhân trên con đường tiến bước, nhờ thế mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Trong năm Canh Tý, những chú chuột nếu dành thời gian học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức thì sẽ rất tốt cho tương lai sau này. Chuyển tiền việc cũng không quá khó khăn, tăng lương thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng sự thăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Tý trong năm trực thái tuế là điều khiến cho nhiều người ngạc nhiên, bởi không phải cứ phạm thái tuế là sẽ gặp vận rồi. Thiên can canh kim dưỡng cho tỷ kiên túy thủy của tuổi Tý nên con giáp này sẽ phát triển cực tốt trong ngành tài chính hay những công việc có liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh nên tìm cho mình công việc phù hợp để phát huy nội lực, không bỏ phí cơ hội phát triển cũng như lỡ mất sự giúp đỡ của quý nhân. Đồng thời, người cầm tinh con chuột nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp cho mình. Đừng ỷ lại vào quý nhân, mục tiêu mình đề ra cần phải nỗ lực cố gắng hết mình, chẳng ai có thể lo được cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Hạn chế dùng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá để giữ sự tỉnh táo sáng suốt thường trực, tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ vững cho mình thanh danh, uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát bản thân thôi là bản mệnh có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian phấn đấu lại từ đầu. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn. Vòng tam hợp quý nhân được thiết kế từ hạt gỗ huyết long, tử đàn hoặc xưa đỏ là những loại gỗ quý có tác dụng phong thủy cực kỳ tốt, được hầu hết thầy phong thủy sử dụng để chiêu tài lộc, may mắn, bình an. Ngoài ra, vòng tam hợp còn được kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ có khắc hình linh vật tam hợp, có tác dụng chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, giúp công việc hanh thông, từ đó tài lộc vượng tiến. Tuổi Mão. Xem sự nghiệp của tuổi Mão năm 2020 canh kim lộ xuất chính quan, thái tuế Tý Thủy tọa tại Thiên Ấn. Đây là điềm báo trong năm bản mệnh sẽ đạt được nhiều bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Thái tuế Thiên Ấn là ngôi sao phù trợ cho đường học hành và sự nghiệp của tuổi Mão. Quan ấn tương sinh chủ về lợi cho học hành thi cử lấy bằng cấp. Cơ hội đến không ít nhưng do bị cục diện tương hình cản trở, lại thêm thái tuế mang đào hoa nên có thể bản mệnh sẽ bị cảm xúc dẫn dắt mà đưa ra một quyết định sai lầm. Bản mệnh có thể sẽ bị yêu cầu phải hoàn thành được quy tắc này kia mới có thể đạt được mục tiêu. Cũng có thể chính bản thân con giáp này lợi dụng những quy tắc có kẽ hở kia để giúp mình thăng tiến nhanh hơn, đạt được thành công như ý nguyện.
Bạn có thể hành sự chót lọt lúc đó, nhưng về lâu dài thì để lại hậu quả khôn lường, không thể nào biết được. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của tổ chức, tuân thủ quy định pháp luật để được bình an. Đồng thời luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp hợi, mão, mùi để chiêu mời các khí của quý thần, từ đó giúp công việc hanh thông, lộc tài vượng tiến, bền vững. Trên đây là những nốt ruồi gắn với số mệnh người phụ nữ mà người xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm nhìn người, đoán số vận mệnh sang hèn, số phận của một con người. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên biết rằng tướng do tâm sinh, tức tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân mà người đó thiện hay ác sẽ có những biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên, dù ai đang sở hữu tướng nốt ruồi không thực sự may mắn thì cũng không nên quá lo lắng, số mệnh của mỗi người đều nằm trong chính bản thân quyết định. Hãy chủ động hoán đổi số phận bằng những việc làm cái nhìn tích cực để có thể gặt hái được kết quả tốt hơn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.